siêu bão Manji tàn phá kinh hoàng để lại cho Philippines khung cảnh sơ xác, ngập lụt mênh mông. Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương ở Philippines do siêu bão Manji, theo trang Al Jazeera. Cũng có nguồn tin ghi là 10 người thiệt mạng, có lẽ con số chưa được xác nhận chính xác trong điều kiện khó khăn sau bão. Trong số 8 người thiệt mạng đã được báo cáo, có 7 người là ở cùng một gia đình tại thành phố Ambaguo, tỉnh Nueva Vizcaya. Họ thiệt mạng do một vụ sạt lở đất. Một nhà chức trách nói, Pepito, tên của siêu bão Manji ở Philippines, phá hủy nhà cửa và các công trình, tàn phá những cây cầu và đường phố, đồng ruộng, người dân bị mắc kẹt do ngập lụt bất ngờ. Tỉnh Nueva Vizcaya ở miền Bắc Philippines dự định sẽ ban bố tình trạng thảm họa. Còn theo trang Rappler, nhiều khu vực ở tỉnh Aurora đã bị siêu bão Manji biến thành đống đổ nát với nhà cửa hư hại, cây cối gãy gục, dây điện đứt, đường phố ngập nước, bùn và những mảnh vụn Người dân ở thành phố Iriga, tỉnh Sur đang xây cây cầu tạm lần thứ hai sau khi siêu bão Manji cuốn phăng cây cầu tạm thứ nhất. Còn cây cầu ban đầu thì đã bị sập vài tuần trước trong bão Trami. Manji là cơn bão mạnh nhất trong số 4 cơn bão đổ bộ Luzon, Philippines trong tháng này. Theo trang Daily Tribune của Philippines, hơn một triệu người đã phải đi sơ tán. Các nhà chức trách ở phần lớn các tỉnh thành chưa thể báo cáo về số thương vong, nhưng tin rằng việc sơ tán sớm đã khiến thiệt hại về người giảm rất nhiều. Theo báo Lao động, Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến 4 giờ ngày 20 tháng 11, vị trí cơn bão số 9 ở 18,1N, 111,0E, phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc di chuyển hướng Tây Tây Nam khoảng 15-20 km h tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,0N đến 20,5E, kinh tuyến 109,5E, 116,5E. Rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, Đến 4 giờ ngày 21 tháng 11, vị trí bão ở 16,9 n đến 109,1 e trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, di chuyển hướng Tây Tây Nam khoảng 10 km h suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ vị tuyến 16,5 n đến 20,0 n, kinh tuyến 109,0 e đến 112,5 e. Rủi ro thiên tai cấp 3, phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Cũng theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, ngày và đêm ngày 19 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 tới 5 m vùng gần tâm bão 5 tới 7 m Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày và đêm ngày 19 tháng 11, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Ngày 19 tháng 11, khu vực ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau xuất hiện chiều cường trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ và 12 giờ đến 16 giờ, độ cao nước lớn tại trạm Vũng Tàu từ 4,1 đến 4,15 mét. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao. Về tình hình mưa, từ 19 giờ ngày 17 tháng 11 đến 19 giờ ngày 18 tháng 11, khu vực Trung Bộ giải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 60 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như là đỉnh Bạch Mã Thừa Thiên Huế 293 mm, A Lưới Thừa Thiên Huế 119 mm, Trà Mi Quảng Nam 84 mm, Trà Leng Quảng Nam 64 mm. Từ 19 giờ ngày 18 tháng 11 đến 7 giờ ngày 19 tháng 11, khu vực Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 60 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Hướng Linh Quảng Trị 77 mm, đỉnh Bạch Mã Thừa Thiên Huế 214 mm, A Lưới Thừa Thiên Huế 103 mm, khu tái định cư Tắc Phát Quảng Nam 142 mm, Trà Leng Quảng Nam 127 mm, Trà Thanh Quảng Ngãi 129 mm. Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ mực nước lúc 7 giờ ngày 19 tháng 11 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,20m, sông Thái Bình tại trạm Phản Lại là 1,09m. Dự báo đến 7 giờ ngày 20 tháng 11, mức nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,0m. Trong 36 giờ tới, mức nước tại Phản Lại cao nhất dự báo là 1,45m, thấp nhất là 0,05m. Các sông khu vực miền Trung, mức nước các sông biến đổi chậm, giao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều. Các sông khu vực Nam Bộ mừng nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo chiều. Mừng nước lúc 7 giờ ngày 19 tháng 11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,96m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,10m. Dự báo đến ngày 22 tháng 11 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,05m, tại Châu Đốc ở mức 2,20m. Theo báo Sức khỏe và đời sống, bão số 9 được dự báo là sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên Biển Đông, không gây mưa lớn diện rộng cho miền Trung như các nhận định trước đó. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vị Bắc, 114,5 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 tới 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 15 tới 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 tới 20 km/h, tiếp tục suy yếu thêm trên khu vực phía tây, khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km h suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định bão số 9 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nên không ảnh hưởng tới đất liền của Việt Nam. Dự báo bão sẽ giảm cấp thành một vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào sáng sớm ngày 20 tháng 11. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết do vị trí vùng áp thấp khá xa với đất liền của Việt Nam nên trong đất liền sẽ không bị ảnh hưởng bởi gió lớn. Lượng mưa do hoàn lưu bão gây ra cũng ở mức mưa vừa và mưa to cục bộ ở miền Trung từ nay đến hết ngày 24 tháng 11, có nơi giải rác kéo dài tới ngày 26 tháng 11, không có mưa lớn trên diện rộng. Các hồ chứa phía Tây ở các tỉnh miền Trung đang ở mức nước thấp nên sẽ không lo lũ từ nguồn về mà chỉ có ngập ống cục bộ. Theo báo VTV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 19 tháng 11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 19,0 độ vị Bắc, 114,5 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km h giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km h Đến 7 giờ ngày 20 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km h tiếp tục suy yếu thêm. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 tới 5 m vùng gần tâm bão 5 tới 7 m biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.